Rồi, đồ cấp 1 thì bao giờ cũng thế, các bạn cứ tìm loại bỏ nhiễu thì loại chúng ta cứ loại bỏ nhiễu trong đầu nhé. Còn đối với việc xác định động từ thì chúng ta xác định luôn. Ví dụ đây chúng ta có từ date back là động từ này, từ are động từ này, từ survive động từ này. Nhưng chắc chắn là cái từ date back và từ are nó chính là cấu trúc song song. Song song, từ survive chỉ là sau to thôi. Rồi, tại vì sao từ date back động từ? Tại vì dấu hiệu là x kết y, đúng không? XSI đấy thì y trước động từ, nên cái câu này chỉ là cái cấu trúc cái S cộng với verb của O và song song. Các bạn ghi như thế này, song song của verb O như này đấy, cách ghi là như vậy. Chúng ta có thể ghi cách thứ hai nhưng mà nó dài dòng hơn là S cộng verb cộng O, O1 rồi sau là N, verb 2 O2. Ghi cái này cũng được nhưng mà đôi khi nó dài dòng, hơi dài dòng. Chúng ta tiếp nhìn vào câu 2 nào. Câu 2 thì chắc chắn là từ may là động từ khuyết thiếu, thì đây chính là dấu hiệu để chúng ta xác định động từ này, đúng không? Thì chúng ta chỉ có một động từ thôi nên câu này là câu đơn, chắc các bạn làm đúng câu này. Rồi, câu 18 nào. Đối với câu 18 thì chúng ta thấy là từ đây dấu hiệu nhận biết động từ rất là dễ dàng. À, chỗ này thì chắc chắn là sai, sai là vấn đề này, tại vì mạo từ đằng trước mạo từ phải là động từ hoặc là giới từ, nhưng mà đuôi đầu tiếp là đuôi của tính từ, sai đúng không? Nên chúng ta bỏ thay thay bằng e. Đây là động từ nhá. Và chúng ta có hai động từ, đây chính là hai động từ. Và động từ thứ hai thì đằng trước có từ that nên chắc chắn đây là từ phụ, nên câu này chính là S cộng verb cộng O rồi sau đó là sub cộng với verb O. Mục tiêu là chúng ta sẽ ra được câu chỗ này. Còn câu 20. Câu 20 này nó sẽ sai là phương án C vì đằng trước danh từ thì đây chỉ có là tính từ sở hữu thôi. Tính từ sở hữu thì chúng ta thay bằng từ there, đúng không? Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái tổng quan của câu thôi. Nhìn tổng quan của câu thì verb là gì? Nhìn này, dấu hiệu XSI này, hạ bậc này. Nên từ rules này chính là động từ. Vậy chỉ có một động từ thôi. Một động từ thì là SVO thôi. SVO. Còn câu 20 thì chúng ta thấy là ok. Nếu mà là thầy bị động thì chúng ta kích cả đây nhá, đây mới là động từ này. Đây là động từ thứ hai này. Rồi, và đây là động từ thứ ba này. Chúng ta có ba động từ. Nếu mà có ba động từ thì sẽ có một động từ chính còn hai động từ phụ. Thì chúng ta tìm đâu là động từ chính? Thì ok, chắc chắn đây là động từ chính, vì sao? Tại vì đằng trước này nó không có một cái sắp nào cả. Nên chúng ta xác định đây là verb chính. Và đây là verb phụ, từ has là verb phụ, vì sao? Vì đằng trước có từ sắp này, because này. Còn vấn đề thì chúng ta thấy là verb ed cộng giới từ o thì nó là mệnh đề tính từ lừa rồi. Thì chúng ta viết cấu trúc như sau: s cộng với verb o này. Rồi sau đó thì chúng ta có mệnh đề tính từ trạng từ chính là sub cộng với s cộng với verb cộng o. Và o này nó lại có một mệnh đề tính từ chính là verb ed cộng với giới từ cộng o cho vào đây. Đây chúng ta lại ngoặc nữa vào đây. Đấy, đây là liên của câu 21. Mình sẽ làm mẫu cho đến tận câu 26 rồi sau đó thì mình sẽ mời các bạn làm nhé. Còn câu tiếp là câu 2 thì đây chính là dấu hiệu xác định động từ rất là dễ, đúng không? Và chúng ta có một động từ thôi thì đây chỉ là một S cộng với O thôi. Câu 23 nào. Câu 23 thì chúng ta có động từ nào không nhỉ? Xem có động từ là động từ nào. Động từ đâu, động từ đâu. Thôi ba động từ là từ nào? À, từ quốc đúng không? Từ quốc. Rồi. Chỉ có một động từ chính thôi. Ví dụ nhiễu này. Chúng ta bỏ đi này. Thì chúng ta nhìn thấy nó rõ ràng hơn. Từ quốc chứ động từ. Vậy câu này chính là câu đơn. Câu 24 rồi nhá. Câu 24 thì chúng ta có từ. Thực ra sai nó chính là đây. Chắc chắn là từ began, phải sửa thành began rồi đúng không? Begun nó chính là verb phân tử 2. Còn verb nữa không? Không có verb. Đây chỉ là câu câu đơn thôi. Còn câu 25, nhìn này, có sự hạ bậc này. XSI này, XSI này. Nên I này chính là động từ. Tend to, cả tend to này nó là động từ nhé. Vậy là câu đơn. Đấy. Ok, câu 26. Thì từ was là động từ. Nào, từ said là động từ tiếp. Đúng không? Từ xe có động từ không? Đúng rồi. Từ xe động từ. Nên trong chỗ này chúng ta
À có thể sai thì sai từ ô sâu, phải chuyển từ en, tại vì đang là verb o và verb o thì phải chuyển từ en đúng không? Cứ song song. Vậy câu này là gì? S verb o và song song cái này này. Rồi. Ok. Đấy là mình sẽ chữa mẫu cho bạn à, những cái câu như vậy. Bây giờ đây bây giờ là việc của bạn à. Việc của bạn. À, đầu tiên à, mình mời mời bạn Minh nào. 27. Là adverb Verb, xác định verb cho mình là verb nào? dạ my experience. Đúng rồi, my experience. Vậy câu này là FO, đúng 100%. Tiếp, mời bạn Ánh. Câu 28. Anh ơi, bật mic xem nào. Tám cái khúc đầu có phải là verb ed cộng với giới từ cộng với không ạ? Đúng rồi, chính xác, mệnh đề tính từ giản lược. Từ đây nó đến đâu hả Ánh nhỉ? Cho Nó tới đến đâu? Nó đến từ reason này này. dạ Đây này. Verb ed cộng với giới từ o này. Rồi phân tích tiếp đi Ánh nhỉ? dạ xong rồi s o À nhìn lại có hai dấu phẩy đây, hai dấu phẩy này. Sau dấu phẩy thứ hai là verb thì đây là s phẩy, và trong hai dấu phẩy này nó là một gì nhỉ? một danh từ. Danh từ rồi sau đó cộng verb. Ô. Anh nhìn ra được cấu trúc này không? Dạ có. Ok, và mệnh đề tính từ này sẽ bổ nghĩa cho cái chủ ngữ đằng sau đó. Đấy đấy chính là tính chất là mệnh đề tính từ giản lược, có thể đứng ở đầu câu để bổ nghĩa cho chủ ngữ đằng sau. Ok, tốt. Tiếp mời bạn Hương nào. S sắp Nào xác định verb có những verb nào hả Hưng? có Is này và is gì? Đúng rồi, made. miss Rồi, còn gì không? Và can can create đúng không? vâng. Cái câu sai này chúng ta bỏ từ in này nhá. Câu này là sai là phần B đấy, chúng ta bỏ in đi. Nào, ok. Hương xác định cấu trúc câu nào, có ba động từ thì sẽ có một động từ chính và hai động từ phụ. Động từ chính là is Đúng rồi, vậy nếu thế thì câu này là gì? S verb Đúng. O sub Đâu verb đâu đâu, nhìn lại xem nào, nhìn cái chỗ này trước này. Tại vì verb đây nữa mà. S verb O Make này có phải là quá khứ của từ make. make made đúng không? Ở đây có phải là verb ở đây cộng với giới từ o không? Vâng. Đúng không? Nhỉ. Yeah. Thế thì đây chính là mệnh đề tính từ giản lược này. Verb ed cộng với giới từ cộng o này. Rồi gì Ừ. nữa? Ừ. Cộng dụng từ cộng ô. Rồi rồi đây lại bắt đầu đây là gì nữa nhỉ? Sắp. Rồi sau đó lại có sắp này, cậu gì? Vâng. Ồ. Đúng không? Em có phải thấy là đây là mệnh đề tính từ lồng trong mệnh đề tính từ không? Này, mệnh đề tính từ này nó là bổ nghĩa danh từ này này, bổ nghĩa trong mệnh trong cái cấu trúc mệnh danh từ này. Và toàn bộ từ đây đến đây này nó chính là mệnh đề tính từ giản lược đúng không? Bổ nghĩa cho cái danh từ đằng trước đó này. Hương ơi, nhìn này ra được không? Nhìn có hiểu không? Hiểu ra được không? Có Ở có đúng không? Nào. Đây là mệnh đề tính từ tổng này, mệnh đề tính từ tổng này. Đấy, nó bổ nghĩa danh từ này. Và trong mệnh đề tính từ tổng này có lại mệnh đề tính từ con trong này, mệnh đề tính con. Đấy, mệnh đề tính từ lồng trong mệnh đề tính từ là như vậy. Có ai chưa hiểu về câu chú này không? Có thể giơ tay hoặc là ấn ấn ở trong chat box mình sẽ giải thích lại cho. Chắc hiểu đúng không? Rồi, ok, tốt. Câu tiếp là câu 30. Mời bạn Phú nào. Câu 30 là có hai verb là has been với lại Và rồi đúng rồi chính xác. declined. Đầu tiên là với đầu là S verb O.
Ờ đúng rồi, FO gì Phía nữa? sau là sub cộng verb O, là mình đề À, chính chính từ. xác. À, sắp cộng với verb O mình đến từ. À, cái câu này theo Phú thì sẽ thấy sai ở đâu? Em nghĩ là sai ở câu B. Ờ đúng rồi. À, trước chỗ này từ chúng ta phải chuyển từ many, many of which. Chúng ta lần trước chúng ta có từ x of which thì đây chính là sắp này, sắp của mình đến từ này. Tại vì đây số nhiều thì chúng phải sử many. Ok. À, tốt. À, câu tiếp theo là rượu nào. Cái câu này nó sẽ sai hơn A nhá. Đây phải chuyển thành đuôi ly. Đây phải chuyển thành ly. Tại vì đuôi bồ ồ là đuôi tính từ. Rượu làm câu 31 à. Ồ, có Có verb nào? no với words là Đúng rồi, chính xác. Was also là trạng từ bỏ. Nào, xác định tại cấu vì trúc cái nào. đầu là mệnh đề tính từ dẫn lược Cấu no trúc. verb ed thứ ba thường Rồi. Nó đến đây đúng không? Rồi sau đó là gì nữa? là FO. Rồi sau đó là một SO. Ok, các bạn đối chiếu với bài của các bạn nhé, xem đúng không nhé. Ok, rượu làm đúng rồi đấy. À, thì cái câu này thì chắc chắn là sai là phương A rồi. Tại vì đây là verb ở đây cũng như tiếng O thì tính từ không bổ những cho động từ được, phải là trạng từ bổ cho động từ. Rồi. Tiếp. Rượu xong rồi này. Mời Thư nào. Đọc từ là thư Đúng rồi, chính xác. pháp thư là Đúng rồi, câu này chỉ là ép mẫu thôi. Ok. Thư làm đúng rồi. Mời Lâm. Chắc bắt đầu. Đúng rồi, ok, tốt, đúng 100% FKO. Đấy, các bạn cứ làm chắc như này thì không phải lo rồi. Câu tiếp theo là Phụng nào. hay là adverb Verb đó. o Đúng rồi, từ is chính xác, FKO. Các bạn chú ý cho mình là sai trong này sẽ đáp vấn đề nhé. Vì when chính là sắp mệnh đề trạng từ đúng không? Mệnh đề trạng từ không có sắp cộng danh từ. Các bạn cứ để xem, mệnh đề trạng từ không có sắp cộng danh từ. Nên chúng ta phải chuyển thành một cái từ tương ứng. Tương ứng. Ok, tiếp. Mời Tiến. Câu 9. Câu tiếp theo nào. Câu 35. Vậy cái này là adverb O à? Verb nó từ đâu đâu? Verb của nó là have been now. Nó đang là thể bị động nên chúng ta phải gạch chân đến cả giới từ nha. Thể bị động thì gạch chân cả giới từ. Ok. Rồi, F, O, oh, chính xác. Tốt. Tiếp theo, vòng tiếp theo nào. Mời Hương. Động Câu từ 36. nào mà Có động từ nào nhỉ? Từ lay down này là một động từ này, nó chính là quá khứ của từ lay là nằm đặt để đấy. Còn động từ nào nữa không? mature Đúng rồi, phải gạch chân cả động từ mới thiếu nữa đây, vuốt về luôn chân cả động từ này. Rồi, ok, bám vào đâu nhỉ? Bám dấu phẩy này, bám dấu phẩy là chỗ phân tách này, thì phân tách nào, cấu trúc là gì? Hình như là chỗ Hương mạng kém hay sao ấy, đang bị dừng hình bây giờ. Các bạn chờ xíu nha, các bạn thử suy nghĩ các câu trước xem nào. Ok, bây giờ Hương nói lại nào, vừa nãy mình như mạng kém rồi. Vâng, xin em một tí nữa là không hiện ở đây rồi. Sắp vô ô Sắp cộng vô ô là cấu trúc gì Hương? Nhớ lại các cấu trúc của mệnh đề tính từ, mệnh đề trạng từ, mệnh đề danh từ xem đi nào. đi Nào, đây nó chính là của từ late, nó chính là verb ed đấy. Verb ed của từ later đấy. Bước về đi cộng rồi từ cộng ô. Đọc lại xem nào. If chính là sắp này. Vâng. Rồi sau đó là gì? Verb ed cộng với
Giới từ ô đúng không? Ừ, vâng. Ở đây là mệnh đề gì? Mệnh đề tính từ và lược. Không phải. Mệnh đề tính từ giản lược là verb ID cộng giới từ ô thôi. Mệnh đề tính từ mà thêm đằng sắp đằng trước thì nó là mệnh đề gì hả Hương? Mệnh đề trạng từ. Đúng rồi, mệnh đề trạng từ giản lược, đúng không? Vâng. Rồi. Nếu thế thì sau đó là một gì nhỉ? S cộng với O. Ô. Đúng không? À, Hương nhớ lại được chưa? Hương nhớ lại chưa? Đây là mệnh đề Rồi. tính. Ví dụ chúng ta có verb in của O là mệnh đề tính từ thì sắp cộng với verb in thì nó là cũng là mệnh đề trạng từ đúng không? Chúng ta có to cộng verb của O là mệnh đề tính từ giản lược. Thêm sắp đằng trước cái là mệnh đề trạng từ giản lược. Đấy, chúng ta nhớ như thế. Ok, cảm ơn Hương nha. À, tiếp theo là mời Phú nào. Câu 37 là động từ là is Đúng, y clearly. rồi, có liên đi chỉ là trạng từ không xét rồi. Còn từ nào nữa không? Động từ thứ hai là A. Đúng rồi, từ A. Rồi, cấu trúc. Chúc là S verb O cộng sub cộng verb O. Ừ, Mình thì đề mệnh đề gì đấy? tính từ. Ờ, đúng rồi, mệnh đề tính từ thì bổ danh từ cho đó, tốt. Rồi, câu 38, mời rượu nào. À, câu 39 chứ, câu 39. À đâu, câu 38, câu 38. Động từ is Nào, chú ý cho mình nhá. mm. Ở đây nó đang thể bị động nên chúng ta phải gạch chân cả chỗ nha. Thể bị động thì bây giờ thì chúng ta gạch chân cả to be, cả verb ed và cả giới từ nhé. Thể bị động thì bây giờ chúng ta phải gạch chân cả này, nhớ nhá, gạch chân cả này. Còn trạng từ chúng ta đừng xét, trạng từ chúng ta coi như là không có. Thì đây is, còn động từ nào nữa không Diệu? Động từ is nữa. Động từ nào nữa nhỉ? Is Is to. is to. Đây, cấu trúc là để trong tiếng Anh này. Đấy, cấu trúc là để. To be cộng to cộng verb. Còn gì nữa không? Còn nữa đấy. Will. Ừ. Động từ quyết thiếu thì phải gạch chân thêm cả động từ đằng sau nó nữa chứ. Đây, phải gạch chân cả đến đây. Ok, có ba động từ, có ba động từ. Đâu động từ chính? Cái động từ đầu tiên Động từ đầu tiên động từ chính. Rồi, đúng rồi. là S. F-O. Rồi, gì nữa? À, cái câu này hơi khó một xíu. Mình sửa nó sai là phân B này. Đây phải thay bằng từ ra này. Thay bằng từ ra này. Nếu mà đây thay bằng từ that đây thì nó như nào hả Diệu nhỉ? À, sau sau verb, rồi sau that thì đây là gì nhỉ? Vấn đề Đúng rồi, chính xác. Giỏi, tốt rồi đấy. Nào, cấu trúc là S này, cộng verb này. Rồi sau đó mệnh đề danh từ với that này. Sau that này, đây là that này. Thì SVO phải đây là SVO không? Đây này, S này, từ. cộng verb này, cộng O đến đây. Rồi sau đó là tiếp gì ở giữa nhỉ? Vấn đề tính từ. Mệnh đến từ đọc là cấu trúc gì? Stop verb Sắp cộng verb O. Nó bổ nghĩa cho cái danh từ đây này. Còn cái ngoặc này này, kết thúc nó chính là cái ngoặc này đúng không? Đúng rồi, chính xác. Thì các bạn thấy là ok, nhìn này, Diệu làm đúng rồi đấy. Đây là S này, đây là verb này, còn toàn bộ từ đây đây này, toàn bộ đây này, dài đây này là O này, đấy. Trong cái mệnh đề tính danh từ làm O này này, nó lại có một mệnh đề tính từ để bổ nghĩa cho cái danh từ đằng trong cái mệnh đề danh từ ấy, that F O này. Các bạn hiểu đúng không? Chắc hiểu đúng không? Toàn bộ đây là tân ngữ này, toàn bộ đây là tân ngữ nhé. Thì đây chính là mệnh đề danh từ với that đấy. Ok, tốt. Cái câu này cực kỳ phức tạp, cực kỳ phức tạp.
Các bạn mà phân tích mà hiểu được thì quá là tuyệt vời. Câu tiếp theo là mời bạn Thư nào. Không, 39. Ừ, câu 39 đúng không? Xem À, verb là gì? verb is. Từ is, chính xác. Đúng rồi, Còn gì câu nữa? thứ hai là chips. Đúng rồi, từ chip. À, câu này sai là cái này nhá. À, không phải. Không phải, sai là từ sow. À, to chuyển sow. Sau này chúng ta sẽ học cấu trúc to to sow that. Chúng ta sẽ học. Ok. Vậy câu này là như nào đây? Câu này là adverb o và Ừ, S, O, that O. that adverb o that. Đây là cấu trúc gì đấy? À, đây là mệnh đề gì đấy? Mệnh đề là danh từ. À, xem lại nhá. Mệnh đề danh từ liệu có thể đứng ở cuối câu được không? Mệnh đề danh từ đứng ở đâu hả Thư? Đứng ở đầu câu. Không phải đứng đầu câu. Đứng đầu câu là sai rồi. Đứng đầu câu là như này. Đây gọi là đứng đầu câu này. Là sai rồi. Mệnh đề danh từ nó đứng giống như một danh từ. Nó đứng giống như danh từ. Nó có thể đứng ở đó. Nhớ lại Đứng ở nào. chỗ S với O. Ở đứng vị trí S và đứng vị trí O. Hoặc đứng sau gì à? Sau danh từ đúng không? À. Rồi ok. Thực ra cái câu này hơi khó xíu. Đây là cấu trúc là quá nỗi mà. Cấu trúc tu tu sơ giác thì chúng ta sẽ học sau. Tu tu họ và cấu trúc là so that này. So that thì đây là cặp mình sẽ nói qua một xíu để sau này các bạn mình cũng sẽ nói thôi. Cấu trúc nó như này, S cộng verb rồi sau đó to này. Rồi sau đó tính từ hoặc là trạng từ rồi sau đó to cộng với verb. Đây, cấu trúc to này. Còn cấu trúc thứ hai là S cộng verb so này, vẫn là tính từ này hoặc là trạng từ này. Rồi sau đó là that. Sau that là một fo thôi. Này, các bạn nhìn. To này, so này, that này. Đấy, thì đây chính là cấu trúc so that. Rồi. Câu này, cái này chưa học, nên không sao. Rồi, câu tiếp theo, mời Lâm nào. Vớt đâu? Đúng rồi, dễ quá. Vì n dài dài như này nhưng thực ra nó chỉ là cấu trúc song song nhỉ, toàn bộ chỗ này là nhiễu hết này đấy. Giới từ này tiếp giới từ tiếp này, crowd giới từ này, vậy nhiễu toàn bộ. Ok, cảm ơn Lâm. Tiếp theo mời bạn Phụng nào, câu 17 của đề 1992-01. Như này làm tốt đấy. Rồi. Là adverb o Làm sub một S cộng verb của O. sub Rồi sau đó sắp. verb Cộng gì? sub verb Sắp verb O đúng không? Đúng rồi. Chính xác. Verb trong cái mệnh đề tính từ là cấu trúc nào? đây là Là từ nào, từ nào, là từ nào? collab với mở xuống. Đúng rồi, chính xác. Làm đúng rồi đấy. Tốt. Câu 18. Mời Tiến nào. Câu này là động từ chính của nó sẽ là cái xa cái xa, lít Động từ đâu? Động từ đâu? cái sau review à, cái xa lít Đây á. giờ. Nếu mà đây động từ nhá thì đây là chủ ngữ đúng không? Nếu mà xem này, sự hợp chủ ngữ động từ đang sai này. Sự hợp chủ ngữ động từ là gì? Nếu mà chủ ngữ S thì động từ sẽ không S. Hoặc nếu mà chủ ngữ không có S thì động từ sẽ có S. Như này, nhưng mà trong chỗ này đang có cả hai cái đều là không S nên đây không phải là động từ, đây không phải động từ. Xem lại nào. À, bạn bạn Minh nhắn tin là
Câu 17 đằng sau có mệnh đề tính từ gọn. Đúng rồi, mình phát hiện ra đấy. Đúng rồi. Đây này, mệnh đề tính từ gọn đây. Cảm ơn nhá. Đúng rồi. Thêm các bạn thêm cho mình ý này với. Thêm đây có mệnh đề tính từ gọn này. Rồi, ok. Tiếp. Xác định động từ nào? Thế thì từ satellite này nó phải động từ à, không phải động từ rồi. Như này, có dấu hiệu quá khứ thì chắc chắn sẽ có động từ quá khứ này. Đây này, đây chính là động từ này. Động từ chính của nó chính là từ spring này. Đây là verb động từ chia bất quy tắc. Còn động từ nào nữa không? Tu tu lai cons Relay. Rồi. còn Từ call trong chỗ này liệu có phải động từ không? thì học cái đó là nhân từ Đúng rồi, nó là danh từ. Vì ừ đang là cuối song song của danh từ, phải không? dạ Vậy nếu thế câu này chỉ là gì thôi? football Đúng rồi, chỉ ép đúng thôi. Các bạn nhìn câu này nhá. Câu này thực ra nó chỉ đơn giản thôi. Tu này. Nó kéo dài đến tận đây này. Bỏ hết này. Nhiễu này. Đây, có mỗi FO như vậy. Rồi. Mời tiếp là mời bạn Minh câu 8 nào. À quên mất câu 19. Câu 19. Câu 19 này sẽ sai là phương án A nhé. Đang là thừa chủ ngữ này. Đang thừa chủ ngữ, chúng ta bỏ từ ít đi. Rồi, bỏ từ ít đi. Bây giờ mình bắt đầu phân tích nào. dạ là SO verb là has Verb từ has còn gì nữa không? 7 mệnh đề tính từ gọn. Cấu trúc là gì? Dạ verb in o. Đúng rồi, mệnh đề tính từ gọn. Tốt, đúng. Tiếp theo mời Ánh nào. Để coi 20. Verb là gì? Ánh à? Ôi, phải nhìn ra chứ. Từ gì à? Verb, verb, verb. Đúng rồi, chính xác. Còn verb nào không? Rồi, nếu mà muộn verb này thì cấu trúc của nó là gì? FFO. Rồi, nó đến đâu? Ở đến đâu? Lúc đầu cái từ during nó có phải là verb in với o không ạ? À không, during nó là giới từ, during là giới từ, nghĩa là trong khi. Đây này, em nhìn nhá, dựa vào đây nhá. The có phải là mạo từ không à, Ánh? Đằng trước mạo từ lại là gì? Động từ hoặc là gì? Giới từ. Trước chỗ này nó là giới từ này, giới từ này. During nó là giới từ. Giới tụ danh từ chỗ này nó là nhiễu bò này, bò này. Đó. Ví dụ đây có từ with này, đến đây bỏ này, ở bên đây bỏ này, cấu trúc sau này đấy câu nào. Thực ra có một cái verb verb in này nữa này, anh không chưa nhận ra này, nó chính là gì? Vase. Anh còn hay 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 thấy là base đi với gì cả, được on không, cái cấu trúc cái động từ đấy, base hay đi với on đấy, base on đấy, dựa vào đấy. Vậy nếu thế thì cấu trúc của nó, ok đây cần động từ nữa, verb in thì nó là cấu trúc nào anh nhỉ? Đây fo đến đây chạm từ đây bỏ rồi này, đây s này cộng với verb này cộng o này, rồi gì nữa? Bên cộng ô Nó là mệnh đề gì? tính từ những lượng. Đúng rồi, mệnh đề tính từ lượng, chính xác, tốt. Mời tiếp. Hết vòng rồi. Thì chúng ta chuyển sang vòng mới. Là mời bạn Diệu nào.
Câu 20, 21. Dạ, Ok, chúng ta chữa như là tốt đấy. Rồi, 21. Verb là gì? Bốt là can be assembled. Đúng rồi, chính xác. À, cái câu này sau động từ khuyết thiếu phải động từ nguyên thể ngay nhá. Thì câu này sẽ sai phương án D. Chúng ta sửa thì chúng ta bỏ từ to đi. Còn verb nào nữa không em nhỉ? Must be Đúng rồi, must we be cho đến đây luôn đúng không? Vậy cấu trúc câu này có hai động từ, đâu động từ chính, đâu từ phụ? chính là must À, đúng rồi, chính xác, đúng rồi, chính xác. Vì đằng trước chủ ngữ không có cái gì cả. Vậy cấu trúc câu này là gì? be s Ở sắp o S với O. Rồi, phẩy này. sau là s o Ở S với O. Đằng trước là mệnh đề gì đấy? mình đề chẳng từ. Ờ, đúng rồi, mệnh đề từ before chính là sắp tốt. À, câu tiếp theo. Mời bạn Thư đọc. Câu 22. Động từ là was lại publish Động từ là gì nhỉ? how what was Was, ok. Là gì với nữa? lại publish Polish. Còn nữa, còn nữa, còn nữa. writer place. Rồi, ok. Rồi, đâu là động từ chính hả thứ? Như nào? Xác định đâu là động từ chính? Có ba động từ hẳn Hai hoi ạ. luôn. Ờ, động từ thứ hai. Từ was, động từ hai. Ok. Vậy xác định nếu mà em nói được đây động từ chính thì chắc em viết được cấu trúc đấy. Viết cấu trúc nào. S Chưa đúng rồi. Nhìn O. nhá. Em phân tích này. À, đây không phải động từ chính, vì sao? Vì đằng sau verb đây này chúng ta có gì? Giới từ. À, nên chúng ta khoanh luôn đây, từ đây đến đây nó chính là gì? Này. Là đi đi cộng với từ với phút Đúng ô rồi, là chính xác đấy. Rồi thế thì viết lại nào. Chủ ngữ này, rồi sau đó là s gì? phút đi Verb ID cộng với gì? với từ ô Giới từ của ô. Chính phút xác, rồi sau đó là xong gì? rồi phút Rồi cộng với verb cộng với ô nó đến ô đây, đó. Rồi sau đó tiếp là gì nữa nhỉ? phút ô Sắp cộng verb O thì sao? Sắp cộng với verb O. Rồi thế thì trong câu này có hai mệnh đề tính từ đúng không Thư? Cảm ơn Thư. Đây, mệnh đề tính từ một này nó sẽ bổ nghĩa cho chủ ngữ này. Còn mệnh đề tính từ hai này nó sẽ bổ nghĩa cho thân ngữ này. Đấy các bạn thấy không? Có chữ S này, O này, đều có mệnh đề tính từ đằng sau đó. Nhìn nhìn cho mình nhá. Đây là chủ ngữ này. Đây là verb này. Và đây là ô này. Đối với chủ ngữ thì chúng ta có một mệnh đề tính từ bổ nghĩa cho chủ ngữ. Đối với tân ngữ thì chúng ta có một mệnh đề tính từ bổ nghĩa cho tân ngữ. Đây là mệnh đề tính từ đầy đủ. Đây là mệnh đề tính từ dạng lược. Đó. Ok, chắc các bạn hiểu rồi đúng không? Rồi. Mời tiếp, mời bạn Lâm nào. Đây. À, thì cứ bỏ qua 24 đi, vì mình nhiều còn nhiều câu mà, làm luôn câu 25 đi. À, xem verb là gì? Đúng rồi, chính xác, amount. Chính xác. Đúng rồi, FO. Chính xác. Tiếp theo này. Mời Phụng nào. Quay 6. Hay là em rất ồn Verb là gì? rất là your practice Đúng rồi, infected. Chúng ta gạch trên cả từ by nữa, tại vì nó đang ở thể bị động. Đúng rồi, chính xác, FO. Tốt. Câu 27. Mời Tiến à.
Dịch À, câu cái câu này hơi sai sai một xíu. Ừ, à, cứ để Tiến xác định động từ xem Tiến xác định được các động từ nào. cái mình sửa lại cái on mode thì nó sẽ làm cái trạng mình đề trạng từ cộng cho s bóp o. À, sửa như nào nhỉ? Cái dạ cái on mode mình sửa cái on mode không mà. À, trong chuyện là sai là từ destroy này nó động từ đúng không? Dạ. À, là chưa đúng, tại vì đây có verb ed rồi thì destroy phải thêm ed vào. Thêm ed vào. Để từ đây đến đây này, nó là gì hả Tiến nhỉ? Nhìn ra được không? Mình đề trạng từ. Đúng, mình để trạng từ á, chưa phải. Ồ, Từ almost chỉ là trạng từ bình thường thôi, trạng từ thì bổ cho động à từ đúng không? dạ, cái này là một cái mình định từ Ờ, đúng rồi, nhìn ra đấy. Thì cấu trúc câu này cộng là gì? một và mình đề tính từ cộng s cộng verb cộng o. À, có nghĩa là verb ed cộng giới tựu o này. Rồi sau đó cộng với gì? Cộng s verb o. FO đúng rồi, chính xác. Rồi ok, hiểu. À, Tiến cái hiểu chỗ này không? Đây chỉ là trạng từ thì chúng ta coi như là nhiễu, bỏ đi, không xét. Dạ. À, đấy. Rồi tiếp, mời Minh nào. À, Minh bật mic nào. Cái câu này Vớp đâu, vớp đâu. dạ chữ bóp là sâu Đúng rồi. Gì nữa? give given À, behave giving. À, gì nữa? dạ behave Đúng rồi. Đâu là động chính? dạ sâu. Đúng rồi. Vậy nếu thế thì sau sâu lại có từ how này thì đây chính là mệnh đề gì? Mệnh đề danh từ. Ok, đúng rồi, chính xác. Vậy cấu trúc của nó. Dạ, S verb cộng Đúng rồi, mệnh đề đây là danh S, verb từ sâu đó chính là verb này. Rồi sau đó mệnh đề danh từ với how đúng không? hands. Dạ. Sắp này, cộng với gì? S cộng với. Verb. Ok, đúng rồi. Đây, mệnh đề danh từ với how, nó làm tân ngữ trong câu. Đây. Đây, các bạn chú ý nhé. Toàn bộ đây nó chính là tân ngữ này, toàn bộ đây nó chính là tân ngữ. Ok, mình làm đúng rồi đấy. Đây chính là S này, đây chính là verb này. Và đây chính là O. Ok. À, tiếp mời Ánh nào. À, câu 29. Dạ, yeah, verb là Câu 9, verb trên từ is. Ok, đúng. Gì nữa? Còn không? Ờ hết rồi nhỉ. Vậy câu này là gì? F-O. Ừ, hình như có một cái vấp nữa ấy. Anh ạ, anh nhìn lại xem có vấp nữa nào Where hả thầy? không? Từ where, đúng rồi. Nếu mà từ where là vấp thì theo anh thì đây có phải động từ chính không? Nhìn như này có phải câu có hai động từ chính không? Đúng không? Nhỉ? Theo 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 ánh thì phương B liệu sai không? Trong câu chúng ta luôn luôn có một ý là ok, trong câu thì chỉ có một verb chính thôi, một verb chính thôi, còn các verb khác thì nó là verb phụ, nhưng đây lại có hai verb chính này, theo ánh như này đúng hay sai? Chỉ có một cái là y thôi. Ừ đúng rồi, chính xác, chỉ có một cái là is thôi, tại vì is không gạch. Nhiều thế thì theo ánh sẽ sửa nha. À, phương án B sẽ sửa nào. Bây giờ chúng ta sửa rất đơn giản nhé. Chúng ta thêm verb, thêm với in vào đây để chuyển toàn bộ cái chỗ này nó là mệnh đề tính từ giản lược, verb in cộng o được không anh? Được đúng không? Tại vì từ dancer này nó chính là một danh từ. Được, thế thì cấu trúc câu này nếu mà chúng ta sửa đây là từ wearing thì cấu trúc của cả câu là gì? Dạ, FFO xong rồi mệnh đề tính từ điểm lừa có bên cộng Rồi. Verb in cộng với ok tốt đấy, đúng rồi đấy, chính xác đấy, chính xác đấy, chính xác đấy. Rồi tiếp mời bạn Hương nào. động từ là is. Còn gì nữa không?
Talk and think. Đúng rồi, can talk and think, chính xác. Động từ mới thiếu. Nào, nếu thế thì có hai động từ, xem cấu trúc câu này, xem động từ chính là gì hả Hương? Động từ chính là is. Đúng rồi, từ is. Vậy cấu trúc của câu là? Với mệnh đề danh từ ạ. Đâu làm khoảng mình đi danh từ không? Mệnh đề tính từ. Mình từ cấu trúc của nó là gì? Sắp Sample. cộng vấp ô đúng không? Đúng rồi, chính xác. Rồi. Ok, Hương làm đúng 100% đấy. Rồi, mình đến từ này sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ đằng trước đó này. Rồi, tốt, cảm ơn Hương. Tiếp theo mời Phú nào. Câu 31 nào. Câu 41 là động từ là sau American đây. Từ Axel American Art. Hình như chưa đúng. American này trong chỗ này nó bổ nghĩa cho từ Art này. Không phải. Là bài từ again. Against. Nó là một giới từ. Đúng ạ. Bị hình này À, bị đúng hình rồi. À, trong chỗ này không thể từ bị à, trong chỗ này nó phải chuyển thành từ từ is nó sai từ mình, nó sai từ mình. Vậy câu này là cấu trúc là gì ạ? Phú nha. dạ là SBO. Đúng rồi, nằm là S và O. Ok, thế thôi, chính xác rồi đấy. Rồi, tốt đấy, các bạn như này làm tốt đấy, làm tốt đấy. Rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi, thì mình sẽ giao bài tập cho bạn này. Ở đây thì các bạn chú ý cho mình là chúng ta bắt buộc, ở đây mình không nói là phải nữa mà mình nói là bắt buộc. Các bạn phải hiểu, các bạn phải nhớ và thuộc cho mình những cái nội dung sau này. Mình sẽ tổng hợp lại một xíu để các bạn cùng cùng xem nhé. Có một số ý mà các bạn kiểu như là cái này gọi là bắt buộc phải nhớ chứ không có cách nào khác cả, là một số cái như sau, mình tổng hợp và nó là một trong bài tập về nhà của bạn luôn. Chúng ta xem nhé. Bài tập về nhà viết chỗ nào nhỉ? Như trên này. À đây đây đây. Rồi. Các bạn chú ý cho mình nhá. Ở trong tuần này là chúng ta phải đọc hết về chủ đề thiên văn học nhá. Chủ đề làm hết thiên văn học đấy. Không có thể là chúng ta không học đâu, nhớ đọc cho mình nha. Đối với cái buổi 11 này thì chúng ta sẽ có một số gọi là một số các kiến thức bắt buộc là như sau. Về đuôi bắt buộc, về đuôi từ loại này. Đuôi từ loại thì gồm có danh từ và đuôi của tính từ, bắt buộc phải nhớ nha. Và cái thứ hai là bắt buộc bây giờ phải là bắt buộc phải nhớ được các cấu trúc này, các cấu trúc của ba mệnh đề này, ba mệnh đề và các kiến thức của nó về vị trí đấy, cách dùng như nào thì chúng ta bắt buộc phải nhớ. Tiếp theo là năm cấu trúc cứng này, cấu trúc cứng này bắt buộc phải nhớ, không có cái nào khác, thực sự như vậy, không có cái nào khác. Chúng ta sẽ như sau, buổi sau có một cái này nữa là chúng ta sẽ làm đề chữa mẫu là như sau. Đây chính là cái file mình đã gửi các bạn ấy, chính là cái file này này, chính là cái file mình đã gửi các bạn này này, chính là cái file này này. Nhưng các bạn dở cho mình cái lật lật trong cái 15 câu đầu này, 15 câu đầu này, đây 15 câu đầu này, thì chúng ta sẽ vào cái đây, các bạn chờ xíu để mình chỉ cho các bạn cách sử dụng. Các bạn ơi, các bạn vào cho mình cái chỗ tin nhắn game này nhá, tin nhắn game này nhá. Thì các bạn vào cái phần gì nhỉ? Cái phần đây này.
khóa học tập chữa 15 câu đầu này, các bạn kích vào đây. Kích vào đây này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta phải làm như này. Chúng ta làm giúp mình như này nhá. Chúng ta làm xong. Các bạn chú cho mình. Các bạn làm xong câu rồi sau đó các bạn xem video. Với các đề sau thế, đề sau thì mình sẽ chữa gần như là cứ ba câu. Cứ ba câu mình sẽ đây. Đấy. Có những cái mình quên mình cho đáp án rồi. Đây, các bạn chú cho mình này. Đây, ví dụ những cái đề này. Đây các bạn thấy là ok, cứ bao giờ cái như cái đề này này là mình đã chưa mẫu hết cho các bạn rồi, chưa mẫu hết các bạn rồi. Đây, chưa mẫu hết các bạn rồi. Thì việc chúng ta là chúng ta phải xử lý cho mình cái tệp này. Phải xử lý cho mình cái tệp này. Các bạn chú ý nhé, xử lý cho mình cái tệp này. Buổi sau tổng số là tầm bao nhiêu mốt để bao nhiêu đề nhỉ? Đây các bạn xem hình như là tầm tổng số là 19 đề các bạn, tổng số là 19 đề. Tổng số là 19 đề. Các bạn làm cho mình nhé. 19 đề này. Cách làm như sau. Cách làm như sau. Là chúng ta sẽ, đây. Chúng ta sẽ làm 5 câu. Cứ làm cho mình theo cái chiến lược như này. Làm 5 câu. Làm từ câu 1 cho đến câu 5. Rồi sau đó thì chúng ta xem cách chữa. Cách chữa. Rồi làm từ câu 6 cho đến câu câu 10. Chúng ta lại xem cách chữa như nào, xem cái video chữa như nào. Mục tiêu là gì? Mục tiêu là chúng ta học cái phương pháp chữa và cách tư duy nhé. Chứ chúng ta đừng có quan tâm về cái đáp án. Chúng ta chưa quan tâm về đáp án, mà chúng ta chỉ quan tâm về ok cái tư duy chữa như nào thôi. Tư duy chữa như nào? Nhớ cho mình ý như này nhé. Tư duy chữa quan trọng nhất là tư duy chữa. Chúng ta cứ làm 5 câu. Một, chúng ta đừng có triển khai. Đừng có triển khai theo dạng là chúng ta làm một loạt cả một đề rồi sau đó chúng ta chữa nhé. Rồi chúng ta xem video chữa, hoặc chúng ta làm cả một cái tệp 19 đề rồi sau đó chúng ta xem video chữa thì nó không hiệu quả một xíu nào, không hiệu quả một xíu nào bằng cái việc các bạn cứ làm 5 câu rồi sau đó thì các bạn sẽ chữa. Đấy, chữa. Rồi sau đó thì các bạn giúp mình liệt kê một cái bảng như này này, cái bảng như này này. Ví dụ đây là đề này, đây là đề này, và đây là số câu đúng này, số câu đúng này. Rồi sau đó các bạn gửi cho mình. Ví dụ đây là đề 1989, 8905, 05. Các bạn làm được 11 câu chẳng hạn, thì các bạn ghi số 11 câu vào. Rồi tiếp 1989, 1989, 10. Rồi các bạn ví dụ làm được 9 câu chẳng hạn. Thì các bạn ghi vào lần lượt rồi sau bạn gửi cho mình bảng này, gửi cho mình bảng này. Đấy thì đây đây chính là cái bài tập của chúng ta, bài tập chúng ta làm chữa đề mẫu và gửi gửi bảng số câu đúng này. Tổng là 19 đề, tổng 19 đề. Buổi sau thì chúng ta cũng sẽ chữa về cấu trúc từ loại nữa buổi sau ấy. Buổi sau thì chúng ta cũng sẽ xác định cấu trúc câu, xác định cấu trúc câu cộng với trả lời thắc mắc này. Trả lời thắc mắc. Ok, đấy là buổi sau. À còn cái video thì chắc chắn là các bạn mới phải làm nhá. Cái đấy là mặc định rồi. Ok, có ai có câu hỏi gì không? Đúng rồi, buổi sau làm xong hết, buổi sau làm xong hết nha, làm xong hết nha, tập trung làm xong hết cho mình. 19 đề thôi mà, 19 đề thôi mà. Sao mọi người ai cười mỉm mỉm cười kìa, nhiều quá, có nhiều quá không? Ok, thế thì mình giảm tải một, ok, thế thì mình giảm tải một nửa nhá. 19 đề, nếu thế thì các bạn làm cho mình 10 đề trước. Nếu thế mình sẽ tách thành hai buổi. À hai phần. À, buổi thứ 12 sẽ làm từ đề 11 cho đến đề 19. À, 19 đề đầu. Rồi ok mình giảm tải một nửa nha. Rồi, nhìn thấy các bạn khi giao bài tập xong cứ mỉm cười kia thì
Mình tưởng là các bạn sẽ thích làm đề. Rồi ok, nếu thế thì thế nhá. Nghỉ thôi. Rồi, chào các bạn nha.